Chặng đường tái xuất thức thời của diễn viên Vương Khánh. Nam diễn viên Vương Khánh đang là cái tên nhận được nhiều sự chú ý trên các nền tảng mạng xã hội. Diễn viên Vương Khánh từng nổi tiếng với vai diễn ấn tượng trong series Công Sở Những Phóng Viên Vui Nhộn. Sự biến mất của Vương Khánh thời điểm đang được chú ý lại khiến nhiều người đặt dấu hỏi lớn. Mới đây, bất ngờ trở lại với vai trò content creator trên những nền tảng như TikTok, YouTube, nam diễn viên năm nào đã chinh phục khán giả bằng những nội dung hài hước, dí dỏm nhưng mang màu sắc rất đời, gần gũi. Ở độ tuổi không còn trẻ để gắn mác tân binh và cũng chưa đủ kinh nghiệm để ngồi ghế lão làng, Vương Khánh từng rất băn khoăn không biết khi mình trở lại với vai trò mới có còn được ủng hộ như xưa hay không, khi hiện tại các bạn trẻ không chỉ giỏi giang mà còn đa tài, thành thạo công nghệ. Thoạt đầu khi xem những nội dung mới của anh chàng, nhiều khán giả thừa nhận có sự tò mò khi bất ngờ một nhân tố biến mất lâu năm đột nhiên phủ sóng trở lại. Họ tò mò bao năm qua chàng phóng viên Vui Nhộn ở đâu, làm gì, tại sao anh lại lựa chọn lui về hậu trường khi đang trên đà được săn đón. Anh nhanh chóng gây được tiếng vang với lối diễn duyên dáng và những series video hài hước. Sau hơn 2 năm xây dựng, kênh TikTok cá nhân của anh chàng đã đạt được con số hơn 2,4 triệu lượt theo dõi và loạt clip triệu view. Ngoài ra kênh YouTube của anh chàng tuy chỉ đăng tải lại những nội dung trên TikTok, nhưng cũng rất được khán giả quan tâm. Thoạt đầu khi suy nghĩ về việc chuyển qua làm content creator toàn thời gian, Vương Khánh cũng khá lo ngại về việc liệu có đảm bảo thu nhập để phục vụ cuộc sống không. Hiện tại, song song với việc xây dựng kênh cá nhân, anh còn hợp tác làm truyền thông cho nhiều đối tác khác. Sau 2 năm cố gắng chuyên tâm với công việc, anh chàng lần đầu tiết lộ thu nhập siêu khủng lên đến 9 con số không đáng ngưỡng mộ. Dù đã ở độ tuổi U40, tuy nhiên nam TikToker vẫn không ngừng cố gắng đổi mới tinh thần liên tục để mang lại những nội dung thú vị. Nối tiếp series Lễ Tân Khách Sạn đánh vào tâm lý hài hước với những câu chuyện đùa gần gũi, châm biếm. Anh chàng chơi tới khi hóa thân với đủ kiểu nhân vật trong series Gia Đình Cậu Bé Tôm. Nhờ kinh nghiệm nhiều năm làm việc với loạt diễn viên nổi tiếng cũng như sự duyên dáng, nên anh chàng luôn tạo cho dàn nhân vật cá tính riêng biệt và không bị nhàm chán. Vương Khánh thừa nhận bản thân vốn chậm chạp về khoản công nghệ nên anh phải mất thời gian nghiên cứu nhiều hơn. Tính đến hiện tại khi đã thành thạo thì mình lại cảm thấy may mắn hơn các bạn trẻ khi đã có định hướng nội dung cụ thể. Trong thời điểm xuân mới đang tới gần, Vương Khánh gửi lời cảm ơn tới sự ủng hộ của khán giả thời gian qua cũng như chúc mọi người có một năm thành công. Anh còn ấp ủ và muốn ra mắt nhiều series mới mẻ hơn, quy mô hơn để khiến khán giả bất ngờ trong 2023 này.